đường truyền bằng đầu tốt. Một pha đoạt bóng tốt. Ruben Dias. Một đường truyền lơ lửng thành công. Thủ môn đã cản phá xuất sắc. De Bruyne đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Thủ môn đã cản phá được cú dứt điểm vừa rồi, không có gì khó khăn cả. Kaka. Kaka liên tục nhận được các đường truyền từ đồng đội. Pha qua người thành công của De Bruyne. Đó chính xác là một cú sút. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Fabinho. Giờ đây trái bóng đã thuộc về đội bóng kia. Ruben Dias. Jack Grealish. Một tình huống dứt điểm. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Jack Grealish. Một pha lập công thể hiện sự tinh tế. Anh ấy quả thực là một chân sút đẳng cấp. Trận đấu đang có tỷ số 2-0. Joao. Tình huống đoạt lại quyền kiểm soát bóng tốt của anh ấy. Kaka. Đó là tình huống chuyền bóng bằng đầu. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Một tình huống dứt điểm. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Một ngày thi đấu với quá nhiều sai lầm của thủ môn và anh ấy đang phải trả giá cho bàn thua vừa rồi. Tỷ số lúc này đang là vô cùng cách biệt rồi. Gullit. Jack Grealish. Đó là pha phạt, đó là cú sút. Một ngày thi đấu quá tốt, anh ấy đã cản phá rất xuất sắc. Trận đấu chỉ còn 2 phút. Một tình huống phản công nhanh. Một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Một pha cản phá ngoạn mục. Khi thời gian thi đấu sắp kết thúc, anh ấy đang rất quyết tâm giữ sạch lưới trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là tình huống phản công. Và đó là tiếng gọi